Xin chào các bạn. Với tấm bằng tốt nghiệp được công nhận trên toàn cầu, nhiều du học sinh quốc tế sau khi hoàn thành bậc phổ thông tại Canada có thể dễ dàng chuyển tiếp vào các trường cao đẳng, đại học tại Canada hoặc các ngôi trường danh tiếng khác trên thế giới. Canada nổi tiếng với hệ thống giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới bởi vì được chính phủ đầu tư rất mạnh cho giáo dục, nên chất lượng đào tạo tại các trường của Canada rất tốt và học phí thì tương đối mềm hơn so với các trường đại học tại các quốc gia lớn như Mỹ và Úc. Hơn thế, Canada là một quốc gia có môi trường trong sạch, an toàn và thân thiện nhất trên thế giới. Canada nằm trong 4 quốc gia hàng đầu trên thế giới về chỉ số phát triển con người của Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, Canada còn cung cấp một môi trường học ngoại ngữ tuyệt vời với hai ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Pháp. Ở chương trình trung học, học sinh được chọn lựa thêm các môn ngoại khóa để phát triển tài năng bên cạnh các môn học thuật theo quy định. Thì đến với chương trình hỏi đáp du học với chủ đề du học phổ thông trung học tại Canada hôm nay, Tân Đại Dương sẽ giải đáp các câu hỏi của các bạn học sinh về trung học phổ thông tại Canada. Thì để chuẩn bị một bộ hồ sơ xin visa đầy đủ cho du học phổ thông trung học Canada thì bao gồm: đầu tiên là hồ sơ cá nhân, sẽ gồm có học bạ, bảng điểm, bằng cấp cao nhất, chứng chỉ tiếng Anh nếu có, hộ chiếu, giấy khai sinh, hộ khẩu, lý lịch tư pháp nếu bạn đã trên 16 tuổi. Còn đối với những học sinh dưới 16 tuổi thì bạn cần phải có giấy bảo hộ của người thân hoặc là người thân bên Canada, thư mời học từ trường Canada và bằng chứng nhận nộp tiền, học phí, ảnh và đơn xin du học Canada. Về hồ sơ chứng minh tài chính thì gồm có xác nhận của ngân hàng nơi mà bạn đã mở sổ tiết kiệm và hồ sơ chứng minh thu nhập của người bảo lãnh tài chính cho bạn. Và người đó phải có tối thiểu là 25.000 USD trong tài khoản của mình. Các giấy tờ chứng minh sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Tại Canada, chính quyền các tỉnh bang chịu trách nhiệm về chính sách giáo dục trung học trong địa phương mình và các trường trung học buộc phải đăng ký cũng như thỏa mãn các tiêu chuẩn khắt khe về tốt nghiệp của Bộ Giáo dục. Từng tỉnh bang, cách quản lý mức học phí cũng như hệ thống điểm số, chương trình, số năm học có sự khác biệt nhất định theo từng bang và từng trường. Bậc trung học có thể kết thúc ở lớp 11, 12 hoặc 13 tùy vào khu vực. Tất cả các trường đều được giảng dạy bởi các giáo viên đủ tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng giảng dạy và tập trung vào nhu cầu của từng học sinh. Ngoài việc cung cấp chất lượng giảng dạy tối ưu, các trường trung học tại Canada còn tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh thông qua các dịch vụ hỗ trợ như tư vấn về học thuật, hỗ trợ ngôn ngữ, hỗ trợ học sinh khuyết tật, hoạt động cộng đồng và các hoạt động ngoại khóa khác. Môi trường dạy và học thành công này thể hiện qua việc học sinh Canada luôn lọt vào top 5 học sinh xuất sắc nhất thế giới và đứng hạng nhất về các môn đọc, toán học và khoa học trong những khối nước nói tiếng Anh. Có hai lựa chọn cho du học sinh quốc tế là trường công lập và trường tư thục, và hầu hết các trường tại Canada đều bắt đầu nhập học từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 6 hàng năm. Về hệ thống giáo dục công lập thì trường sẽ được quản lý trực tiếp bởi chính phủ của tỉnh bang và được tài trợ từ ngân sách của nhà nước. Chương trình học do chính quyền tỉnh bang chịu trách nhiệm. Các trường công lập có chương trình homestay, là một dạng ăn ở với người bản xứ cho du học sinh quốc tế. Thì mức học phí đã bao gồm chi phí homestay sẽ dao động từ 21.000 CAD cho đến 26.000 CAD, tùy vào từng trường. Có hai hệ thống trường công lập danh tiếng tại Toronto và Vancouver dành cho học sinh quốc tế muốn lấy bằng tú tài tại đây là Toronto District School Board and Vancouver School Board. Còn về hệ thống giáo dục tư thục, các trường tư chủ yếu hoạt động từ nguồn học phí và được đầu tư bởi cá nhân hay tổ chức độc lập. Các lớp học thường sẽ ít học sinh hơn và có sự chủ động hơn về chương trình học. Tuy nhiên, chất lượng và giáo trình vẫn phải được phê duyệt bởi chính quyền các tỉnh bang. Đối với học sinh quốc tế, có thể chọn ở trong ký túc xá, tại trường hoặc ở homestay. Đa số các trường tư có những hỗ trợ về tài chính, bao gồm như học bổng hoặc là cho vay cho những trường hợp thực sự cần thiết. Và mức học phí và chi phí cho ký túc xá thì sẽ dao động khoảng từ 24.000 CAD cho đến 27.000 CAD một năm, tùy vào từng trường. Hệ thống các trường tư thục độc lập, hay còn gọi là Independent School, với mức học phí và ở nội trú
từ 45.000 CAD cho đến 57.000 CAD một năm học. Cả hai hệ thống trường công lập và tư thục đều có các khóa học ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp để hỗ trợ cho sinh viên quốc tế nếu chưa đạt yêu cầu về ngôn ngữ. So với các nước Mỹ, Úc hay Anh thì chi phí sinh hoạt, du học tại Canada có phần sẽ nhẹ nhàng hơn. Những con số dưới đây sẽ giúp cho các bạn ước lượng và tham khảo. Về học phí, các khóa học Anh ngữ tại Canada sẽ dao động từ 2.000 CAD cho đến 2.900 CAD học trong 8 tuần. Còn đối với chương trình phổ thông trung học thì mức học phí sẽ từ 11.000 CAD cho đến 16.000 CAD một năm. Đối với phí ăn ở thì sẽ dao động từ 7.000 cho đến 8.000 CAD một năm. Về phí bảo hiểm sẽ khoảng 550 cho đến 700 CAD một năm. Và chi phí cho sách vở sẽ khoảng từ 700 cho đến 800 CAD một năm. Đối với các chi phí khác có thể phát sinh trong lúc bạn đi du học có thể là khoảng từ 4.000 cho đến 5.000 USD một năm. Để du học tại Canada, sinh viên nước ngoài cần có khoảng 18.000 cho đến 25.000 CAD cho một năm học. Chi phí này sẽ khác nhau tùy vào mỗi trường và mỗi bang. Điều kiện để bạn du học tại Canada thì hầu hết các trường tại Canada chấp nhận những học sinh có học lực từ trung bình trở lên, không bắt buộc trình độ tiếng Anh nhất định vì các trường đều có các khóa bổ trợ tiếng Anh cho du học sinh. Tuy nhiên, với kết quả học tập tốt và trình độ Anh ngữ tốt, các học sinh sẽ tiếp thu nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều. Khi sang Canada, các em sẽ tham dự buổi kiểm tra toán và Anh văn để phân loại trình độ và xếp lớp. Để du học tại Canada, các học sinh Việt Nam cần có giấy phép du học hay còn gọi là Study Permit và thị thực nhập cảnh, chính là visa của Canada. Mỗi trường sẽ có những yêu cầu khác nhau, tuy nhiên đa số các trường yêu cầu học bạ, đơn xin nhập học, lệ phí xin nhập học, giấy cam kết giám hộ của người thân bên Canada, giấy cam kết đồng ý cho người thân giám hộ tại Canada của phụ huynh học sinh tại Việt Nam. Việc chứng minh tài chính gia đình cũng là một yếu tố quyết định. Bố mẹ cần chứng minh thu nhập hàng tháng ổn định là trên 35 triệu tiền Việt và tài khoản ngân hàng phải có tối thiểu là 25.000 USD. Các giấy tờ chứng minh sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về du học phổ thông trung học tại Canada thì các bạn có thể liên hệ ngay với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, địa chỉ chi nhánh quận 1, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, với số điện thoại 0838484879 và địa chỉ tại chi nhánh quận 5, số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, điện thoại 0838382080 và chi nhánh ở Nha Trang, số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, số điện thoại 0583514036 và website tandaiduong.edu.vn hoặc tddvn.com, hoặc các bạn có thể tham khảo trên fanpage là visacanada.edu.vn để có thể tham khảo các trường tư thục cũng như công lập phổ thông trung học tại Canada. Xin chào các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.